Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay xin mời mọi người cùng khám phá sở thú Atlanta. Sở thú Atlanta là một công viên động vật được công nhận bởi Hiệp hội các vườn thú và thủy cung ở Atlanta, Georgia. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hiện tại của Zoo Atlanta là Raymond King. Vườn thú Atlanta bị bỏ bê và đến năm 1984 được xếp hạng trong số 10 vườn thú tồi tệ nhất Hoa Kỳ. Cải cách có hệ thống vào năm 2000 đã đưa nó vào danh sách 10 cải cách tốt nhất. Sở thú Atlanta được thành lập vào năm 1889 khi doanh nhân George Kress mua một rạp xiếc du lịch bị phá sản và tặng các con vật cho thành phố Atlanta. Như được khám phá từ các khu rừng châu Á đến vùng đồng bằng châu Phi, là cảm giác khi du khách đi tham quan vườn thú, là nơi trú ngụ của các loài gấu trúc, chim ngoại lai, bộ sưu tập khỉ đột lớn nhất trên cả nước. Sở thú Atlanta là một trong ba viện ở Hoa Kỳ hiện đang nuôi những con gấu trúc khổng lồ. Hai con gấu trúc được đưa đến vườn thú Atlanta vào năm 1999, cư trú tại vườn thú dưới dạng cho mượn từ Trung Quốc. Gấu trúc rất khó tính trong ăn uống. Nếu bạn cho rằng đứa con nhỏ của mình khó ăn, thì hãy thử nuôi gấu trúc lớn. Phải có tới 4 người đi kiếm tre trúc làm việc cả ngày tại vườn thú Atlanta mới thỏa mãn được cho cặp đôi gấu trúc này, và không phải lúc nào chúng cũng hài lòng. Chế độ ăn của con vật này gồm chủ yếu là tre, trúc, nhưng chúng chỉ ăn khoảng 20 trong số 200 loài mọc ở Georgia. Kiểu tre chúng thích thay đổi theo từng thời điểm trong năm. Đôi khi chúng chỉ ăn đúng một loài trong cả tuần, sau đó nhất quyết không chịu ăn kiểu đó nữa. Và cây tre phải luôn tươi non. Chúng sẽ ngoảnh mặt đi trước những cây tre già hay lá héo và thân bị bạc màu. Vì vậy, vườn thú phải nhờ đến một đội săn lùng tre trúc để thu hoạch tại các mảnh vườn địa phương. Cây tre mà họ kiếm về không thể có thuốc trừ sâu hay gần vùng nước bị ô nhiễm. Và quan trọng nhất, nó phải làm các chú gấu ngon miệng. Tre mọc tự do và nhanh như cỏ dại ở nhiều nơi trên thế giới. Vườn thú Atlanta hoàn toàn có thể tự trồng loài cây này. Nhưng điều này sẽ không thực tế khi khẩu vị của gấu trúc thay đổi liên tục. Những con vật màu trắng, đen, khó tính này có nguồn gốc từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Con cái tên là Lun Lun, nặng khoảng 113 kg. Con đực tên là Gian Gian, nặng tới 136 kg. Mỗi con ăn khoảng 9-13 kg tre mỗi ngày. Lá và thân cây chiếm tới 95% khẩu phần ăn của chúng. Thỉnh thoảng cũng được chiêu đãi thêm bánh đậu nành và táo. Điều đó có nghĩa là những người săn tre phải kiếm về khoảng 181 kg tre mỗi tuần để cung cấp đủ thức ăn cho gấu trúc và một vài con vật trong khu vườn thú như là voi và khỉ đột. Voi rừng châu Phi là động vật sống trên cạn lớn nhất, với những con có chiều cao lên đến 3m96, khoảng 13 feet. Voi châu Phi có làn da xám với những sợi lông thưa. Đôi tai lớn giúp chúng giảm nhiệt cơ thể. Vỗ vào tai sẽ tạo ra các luồng không khí và để lộ phần bên trong tai, nơi các mạch máu lớn, làm tăng sự mất nhiệt khi thời tiết nóng. Những chiếc ngà voi được mọc ra khi voi được 1 tới 3 tuổi và phát triển trong suốt cuộc đời. Chúng được cấu tạo bởi ngà răng và được phủ một lớp mỏng xi măng. Đầu của chúng có một lớp hình nón bằng men
thường bị mòn khi voi được 5 tuổi. Trọng lượng trung bình của ngà voi khi mà ở tuổi 60 là 109 kg, là khoảng 240 pound. Và chiếc ngà dài nhất mà từng được biết đến của voi châu Phi có kích thước lên tới 3m51, khoảng 11.5 feet và nặng là 117 kg, là khoảng 258 pound. Thức ăn của voi chủ yếu là các loại cỏ, dây leo và thảo mộc. Sư tử là biểu tượng của sức mạnh và được coi là vua của đồng cỏ, với tiếng gầm gây khiếp sợ cho nhiều giống loài xung quanh. Ngoài tiếng gầm biểu tượng, sư tử giao tiếp với nhau theo những cách giống như những con mèo hay làm. Thông qua tiếng rên rỉ và tiếng rì rầm, sư tử cũng dụi đầu vào nhau như một hành động gắn kết và truyền bá mùi hương gia đình. Mùi hương này cho phép những con sư tử nhận biết các thành viên trong bầy khi xảy ra tranh chấp với đối thủ. Loài sư tử có thể sống được 14 năm trong môi trường tự nhiên và 20 năm nếu bị nuôi nhốt. Con sư tử dài nhất từng được ghi nhận là 3m6 và cân nặng lên tới 375 kg. Nhìn chung, một ngày sư tử không hoạt động trong 20 tiếng. Chúng chỉ dành 2 tiếng để đi lại và 50 phút để ăn uống. Sư tử đực có bòm và thường bị loại trừ ra khỏi đàn khi chúng trưởng thành. Những con sư tử cái trong đàn giữ vai trò đi săn vì chúng có kích thước nhỏ hơn, nhanh nhẹn hơn mà không có bộ bòm to nặng. Con mồi của loài sư tử thường bị chết do sự bóp nghẹt chứ không phải do hàm răng sắc nhọn của chúng. Thức ăn của sư tử thường là lợn rừng, trâu, hươu, nai, linh dương và ngựa vằn. Khi đói, sư tử có thể bới tìm thức ăn thừa từ những con thú săn mồi khác như là báo đốm, linh cẩu. Một con sư tử cái có thể đẻ được 4 con sư tử con và giao phối với nhiều sinh vật khác nhau. Một con sư tử trưởng thành tiêu thụ khoảng 10 đến 15 cân thịt mỗi ngày. Sư tử là thành viên duy nhất sống có tính xã hội trong họ mèo. Chúng sống trong các nhóm hay còn gọi là các bầy đàn sư tử. Mỗi đàn sư tử trung bình có khoảng 15 con. Tiếng gầm của một con sư tử có thể được nghe thấy từ cách xa đó 5 dặm. Gót của sư tử không chạm đất khi chúng đi bộ. Sư tử có tầm nhìn ban đêm rất tuyệt vời. Đôi mắt của chúng nhạy với ánh sáng gấp 6 lần so với mắt của con người. Sư tử không cần uống nước hàng ngày, nhưng chúng phải ăn. Sư tử có thể trải qua 4 ngày không cần uống nước, nhưng chúng cần phải ăn hàng ngày. Sư tử cái trưởng thành cần phải ăn khoảng 5 kg thịt mỗi ngày, trong khi con đực cần khoảng 7 kg hoặc là hơn. Khi đến với vườn thú Atlanta Zoo thì các bạn sẽ bắt gặp 3 con sư tử này. Được sanh ra ở Georgia vào năm 2013. Và 3 con sư tử đực này đều là anh em. Khỉ đột là một chi linh trưởng thuộc họ người, động vật ăn cỏ sống trong rừng rậm châu Phi và giống lớn nhất trong bộ linh trưởng còn tồn tại. Khỉ đột được chia thành 2 loài.
DNA của khỉ đột giống của con người tới 98-99%. Chúng có họ hàng rất gần gũi với con người chỉ sau hai loài tinh tinh. Loài linh trưởng này có thân hình đồ sộ. Khỉ đột cao từ 1m7 đến 2m. Khi đứng thẳng và nặng từ 180kg cho tới 200kg. Loài vật này thường đi bằng 4 chân, dù chúng có thể đi bằng 2 chân. Gorilla sống ở những khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới ở châu Phi. Họ hàng gần nhất của khỉ đột là hai loài tinh tinh và con người. Tất cả các loài thuộc họ người đã tách ra từ một tổ tiên chung khoảng 7 triệu năm về trước. Chuỗi gen con người chỉ khác biệt trung bình 1,6% so với chuỗi gen tương ứng của khỉ đột. Cho đến gần đây, khỉ đột được coi là một loài duy nhất với 3 phân loài: khỉ đột đồng bằng phía Tây, khỉ đột đồng bằng phía Đông và khỉ đột núi. Hiện nay có 2 loài khỉ đột, với mỗi loài 2 phân loài. Các loài và phân loài khác nhau phát triển từ một loài khỉ đột duy nhất vào kỷ băng hà. Các nhà linh trưởng học đang tiếp tục nghiên cứu mối quan hệ giữa các quần thể khỉ đột khác nhau. Các loài và phân loài dưới đây được hầu hết các nhà khoa học đồng ý. Gorilla thường sống dưới mặt đất, đi bằng 4 chân và chỉ đi bằng 2 chân khi chuẩn bị đánh nhau. Về đêm, chúng có thể ngủ trên cây. Gorilla dù có thân hình to lớn nhưng chúng có thể leo cây khá tốt. Khỉ đột di chuyển bằng đốt ngón tay. Mặc dù đôi khi chúng có thể đứng thẳng khi mang theo thức ăn hay trong tình trạng phòng ngự. Thức ăn của chúng chủ yếu là các loại thực vật như là cây mọng nước, chồi non. Gorilla thường sống trong rừng rậm, nơi có nhiều cây cối, và đó là nguồn thực phẩm quan trọng của chúng. Tuy có thân hình to lớn và dữ tợn, nhưng thực tế các con khỉ gorilla chủ yếu lại ăn thực vật và ít khi gây hại cho những con thú khác. Khỉ đột sống theo đàn dưới sự chỉ huy của một con đực to khỏe nhất. Nhiệm vụ của con đực là lãnh đạo và bảo vệ cả đàn khỏi bị thú dữ tấn công. Kẻ thù nguy hiểm nhất của khỉ đột là loài báo hoa mai rất hung dữ. Khi bị đe dọa, con đực sẽ đứng thẳng người lên và dùng hai tay đấm thình thịch vào bụng để cảnh báo trước khi chiến đấu. Khỉ đột được biết đến như một dã thú đầy sức mạnh với ngoại hình to lớn, khỏe hơn nhiều so với con người, đôi tay mạnh mẽ và thông minh. Một cú đấm của khỉ đột có thể khiến mọi vật đối diện phải biến dạng. Dù có thân hình to lớn và đồ sộ, gorilla có tốc độ chạy ở mức trung bình khoảng 40 km/h. Tất cả các loài của khỉ đột được liệt kê là cực kỳ nguy cấp trong danh sách đỏ. Khỉ đột núi là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất, với dân số ước tính chỉ có khoảng 880 con còn sót lại trong tự nhiên. Các mối đe dọa đối với sự sống sót của khỉ đột bao gồm phá hủy môi trường sống và săn trộm để buôn bán thịt rừng.
đười ươi, hay còn được gọi là dã nhân hay là người rừng, là một chi thuộc họ người. Chúng là động vật thuộc loại lớn, sống trên cây nhiều hơn trên mặt đất. Đười ươi là loài động vật giống như con người. Những con đười ươi rất thông minh. Đây là loài linh trưởng được xem là một trong những loài thông minh nhất trong các loài động vật. Sự khác biệt lớn nhất giữa đười ươi với họ người là chúng thích sống đơn độc và dành phần lớn cuộc đời ở trên cây. Đười ươi di chuyển chậm để kiếm thức ăn và ăn quả xung quanh cây. Đười ươi làm tổ trên các nhánh cây cao để ngủ ban đêm. Chúng có không gian sống riêng từng cá thể, nhưng chúng không tranh chấp lãnh thổ. Đười ươi sẽ chịu kiếm ăn cùng nhau xung quanh cây quả. Đười ươi đực sẽ thể hiện sự hiện diện của chúng bằng cách kêu vang để hăm dọa đối thủ và để hấp dẫn đười ươi cái. Sau một thời gian mang thai 9 tháng, đười ươi cái sẽ sinh con trên cây, và con non sẽ bám chặt vào bộ lông của mẹ trong lúc di chuyển để tìm thức ăn. Chúng sẽ được cai sữa sau 3 năm. Đười ươi con sẽ sống với mẹ đến khoảng 7 đến 8 tuổi. Một khi con mẹ đã dạy cho con non đủ kỹ năng để sinh tồn thì con mẹ sẽ rời khỏi con. Đười ươi cái chỉ sinh sản khoảng 3 lần trong suốt cuộc đời. Vì vậy, số lượng đười ươi chịu ảnh hưởng nặng nề thêm khi bị con người săn bắt và chặt phá rừng sinh sống. Chúng sẽ cần rất nhiều thời gian để phục hồi số lượng. Đười ươi sống thọ nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 62, trong khi đồng loại trong tự nhiên hiếm khi sống tới tuổi 50. Con đười ươi sống tới 62 năm, nó vừa qua đời ở trong một sở thú ở Úc.
Mặc dù khủng long đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm, nhưng bạn có biết về sự tồn tại của một loại rồng mà các nhà nghiên cứu cho rằng chúng có họ hàng với loài khủng long? Và ngày nay, loài rồng này vẫn có thể tìm thấy ở Indonesia. Đây là loài thú đặc biệt chỉ có ở đảo Komodo, Indonesia, là một trong những loài bò sát gần như là lớn nhất còn sót lại trên thế giới. Chúng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, hiện nay được các nhà nghiên cứu bảo vệ và nhân giống. Theo các nhà nghiên cứu, rồng Komodo là loài vật xuất hiện cùng thời với khủng long từ hàng triệu năm về trước. Chúng đã đồng hành cùng với những thổ dân trên một số vùng đất thuộc Indonesia từ rất lâu. Nhưng có thể nói, cả thế giới chỉ được biết đến chúng nhờ vào sự phát hiện và công bố vào năm 1910 bởi các nhà khoa học phương Tây. Từ các hóa thạch của loài này được tìm thấy ở Úc, các nhà nghiên cứu cho rằng tổ tiên của rồng Komodo có thể bắt nguồn từ Úc. Rồng Komodo là loài động vật máu lạnh, tương tự như trăn và rắn, thì thân nhiệt của chúng có thể tăng hay giảm tùy thuộc vào thời tiết bên ngoài. Chúng là loài ăn thịt khá hung dữ và háo ăn. Thức ăn của chúng là các loại côn trùng và động vật lớn như là hươu, nai, lợn, trâu. Món khoái khẩu nhất của chúng là xác chết động vật đã thối rữa. Đối với rồng Komodo, con mồi có thể cũng chính là đồng loại của chúng, nhất là những con rồng nhỏ. Đồng thời, kẻ thù gần như là duy nhất của chúng cũng chính là những con rồng lớn hơn. Rồng Komodo có hình dạng rất giống với cá sấu, mõm tròn, da có vảy, tứ chi khỏe và có móng vuốt sắc nhọn, đuôi dài. Chúng dùng tứ chi để bò lên mặt đất như các giống loài bò sát. Tuy nhiên, chúng cũng có thể lặn dưới nước sâu 5 mét và còn có khả năng leo trèo trên cây như các loài thằn lằn. Mặc dù có thân hình to lớn, nhưng chúng lại chạy khá nhanh. Khi di chuyển, chúng có thể đạt đến vận tốc khoảng 20 km/h và chỉ chạy theo đường thẳng. Rồng Komodo rất nhẫn nại trong việc săn mồi. Chúng có thể nằm yên hàng giờ để chờ rình con mồi mà không cần phải quá vội vã. Rồng Komodo cái có chiều dài và trọng lượng kém hơn rồng Komodo đực. Khi trưởng thành, chúng có thể đạt kích thước tối đa lên đến 3 mét và nặng khoảng 165 kg. Tuổi thọ trung bình của loài này từ 60 đến 70 năm và tuổi thọ của con cái thường thấp hơn tuổi thọ của con đực khá nhiều, thậm chí gần một nửa. Vì chúng phải trải qua quá trình sinh sản vất vả, khiến thể trạng bị giảm sút làm cho tuổi thọ bị giảm dần. Ngày nay, rồng Komodo được xem là loài động vật quý hiếm trên thế giới và là loài đặc chủng của Indonesia. Chúng đang được bảo tồn và nghiên cứu. Tê giác là một động vật được cho là còn sót lại từ thời tiền sử. Nó cũng là loài mãnh thú to lớn, đầy sức mạnh. Nét nổi bật của tê giác là lớp da bảo vệ của chúng được tạo thành từ các lớp chất keo với độ dày như một bộ áo giáp. Và nhất là chiếc sừng mọc trên mũi rất độc đáo. Chiếc sừng ấy tạo thêm sức mạnh cho tê giác, nhưng cũng làm hại chúng do bị săn bắn quá dữ dội. Sừng của tê giác có thành phần cấu tạo tương tự tóc và móng tay con người. Vì thế, y học hiện đại cho rằng nó hoàn toàn không có giá trị y học. Nhưng bất chấp những khuyến cáo khoa học, trên thị trường, sừng tê giác vẫn được lén lút mua bán. Hiện nay, tê giác được xếp vào những loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng cao.
Mình xin kết thúc video tại đây. Xin kính chúc mọi người một ngày vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Và đừng quên cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.